thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch đối với người vận chuyển hàng hóa và nhân viên nghiệp vụ đi cùng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch tại các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến người vận chuyển hàng hóa và nhân viên nghiệp vụ đi cùng liên tục tăng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trước tình hình trên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau. 1. Ban điều hành các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó lưu ý, bố trí khu vực ăn nghỉ sinh hoạt riêng cho người vận chuyển hàng hóa và nhân viên nghiệp vụ đi cùng tại doanh nghiệp, hạn chế tối đa tiếp xúc với các nhóm đối tượng lao động khác tại doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết phải tiếp xúc với người khác thì phải tuyệt đối đảm bảo yêu cầu 5K. Đảm bảo xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần, test nhanh hoặc PCR mẫu gộp cho người vận chuyển hàng hóa và nhân viên nghiệp vụ đi cùng theo quy định của Bộ Y tế tại công văn số 5886 trên BITMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 và công văn số 5753 trên BITMT ngày 19 tháng 7 năm 2021. Ưu tiên bố trí tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng này. Yêu cầu tài xế vận chuyển trên đường thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 5886 trên BITMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 và công văn số 5753 trên BITMT ngày 19 tháng 7 năm 2021. Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 7207 trên UBND-VHXH ngày 21 tháng 7 năm 2021. Công văn số 7375 trên UBND-VHXH ngày 26 tháng 7 năm 2021 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 2. Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai thông tin nội dung chỉ đạo trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Ban điều hành các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở lao động trên địa bàn biết để thực hiện, đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện quyết định số 2194 trên QĐ BCDQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động và quyết định số 2787 trên QĐ BIT ngày 5 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 5886 trên BITMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 và công văn số 5753 trên BITMT ngày 19 tháng 7 năm 2021. Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 7207 trên UBND-VHXH ngày 21 tháng 7 năm 2021, công văn số 7375 trên UBND-VHXH ngày 26 tháng 7 năm 2021 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là người vận chuyển hàng hóa và nhân viên nghiệp vụ đi cùng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban điều hành các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt các biện pháp nêu trên để công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Trường hợp để lây nhiễm dịch bệnh do vi phạm các quy định về phòng chống dịch thì các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.